Trên tay khóa học tuyệt chiêu đọc sách hiệu quả Xin chào các bạn Và trên tay tôi đang có danh mục của khóa học tuyệt chiêu đọc sách hiệu quả Đây là một khóa học sẽ giúp bạn khám phá và nắm bắt những kỹ thuật đọc sách tiên tiến nhất Giúp bạn dễ dàng cập nhật những kiến thức mới nhất Khơi dậy sự sáng tạo và tìm thấy nguồn cảm hứng mỗi ngày Minh chứng cho hiệu quả của khóa học Bạn sẽ có khả năng đọc hai cuốn sách trong vòng một ngày Và hoàn tất 30 cuốn sách đầu tiên của mình trong một thời gian ngắn nhiều học viên của chúng tôi đã đạt được những thành tích này và cảm nhận sự rõ rệt thay đổi trong tư duy và kỹ năng của họ. Không chỉ giúp bạn đọc nhanh và hiệu quả, khóa học còn trang bị cho bạn những phương pháp quản lý thông tin, khả năng tăng khả năng tự đọc, tự học và áp dụng kiến thức thực tế một cách dễ dàng. Hãy tham gia ngay để trải nghiệm những tiện ích vượt trội mà khóa học mang lại. Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu các bạn về khóa học tuyệt chiêu đọc sách hiệu quả. Khóa học này được thiết kế đặc biệt dành cho những nhà quản lý và lãnh đạo doanh nghiệp, giúp bạn nắm bắt nhanh chóng những xu hướng mới và chiến lược kinh doanh hiệu quả dành cho những doanh nhân khởi nghiệp sẽ cung cấp những kiến thức và kỹ năng cần thiết để phát triển doanh nghiệp một cách bền vững dành cho các chuyên gia và các nhà nghiên cứu sẽ tăng cường khả năng nghiên cứu và cập nhật những kiến thức chuyên sâu dành cho những luật sư và những nhân viên pháp lý giúp đọc và hiểu sâu sắc các văn bản pháp luật và nâng cao kỹ năng tư vấn pháp lý dành cho các bác sĩ và nhân viên y tế giống như tôi là cập nhật những kiến thức y khoa mới nhất giúp cải thiện chất lượng chăm sóc bệnh nhân dành cho những nhà tư vấn và cố vấn kinh doanh đọc và phân tích kỹ được các case study, những chiến lược kinh doanh để tư vấn hiệu quả hơn. Dành cho những chuyên gia tài chính và kế toán giúp nắm bắt nhanh chóng các quy định tài chính mới, tối ưu hóa, quản lý tài chính. Dành cho các nhà phát triển phần mềm và chuyên gia công nghệ giúp, giúp cập nhật những kiến thức công nghệ mới, tăng cường khả năng sáng tạo và phát triển sản phẩm. Dành cho cả những nhà văn và những biên tập viên giúp mở rộng kiến thức, nâng cao khả năng viết và biên tập. Dành cho các giáo viên và các giảng viên giúp bạn đọc và áp dụng những phương pháp giảng dạy mới, nâng cao chất lượng giảng dạy dành cho những nhà quản lý dự án giúp tăng cường khả năng quản lý dự án áp dụng kiến thức và thực tiễn một cách hiệu quả và cuối cùng đó là dành cho các nhà báo và các phóng viên giúp cập nhật tin tức xu hướng và kỹ năng viết báo chuyên nghiệp khoa học này sẽ phù hợp cho tất cả những ai mong muốn nâng cao kỹ năng đọc sách cập nhật kiến thức mới nhất và áp dụng hiệu quả vào công việc và cuộc sống hãy tham gia ngay để trải nghiệm những lợi ích tuyệt vời mà khoa học mang lại vậy khoa học tuyệt chiêu đọc sách hiệu quả sẽ cung cấp những giải pháp cho những vấn đề thường gặp nhất của các bạn khi đọc sách đó là gì Số 1 đó là thiếu cập nhật kiến thức, bạn cảm thấy mình bị tụt lại phía sau vì không thể theo kịp những kiến thức mới nhất trong những lĩnh vực của mình. Thiếu khả năng sáng tạo, bạn gặp khó khăn trong việc nghĩ ra những ý tưởng mới và cách tiếp cận khác, khác biệt, khiến công việc trở nên nhàm chán và kém hiệu quả. Bạn gặp sai lầm trong việc chọn sách, bạn lãng phí thời gian tiền bạc vào những cuốn sách không phù hợp và không mang lại giá trị thực tiễn. Bạn thiếu động lực, bạn cảm thấy mình dần dần mất đi hứng thú và động lực để đọc sách dẫn đến việc trì hoãn và không hoàn thành được mục tiêu quá tải thông tin bạn cảm thấy bị choáng ngợp chất lượng kiến thức khổng lồ từ sách vở và không biết nên bắt đầu từ đâu và quản lý thông tin như thế nào thiếu thời gian lịch trình bận rộn khiến bạn không đủ thời gian để dành cho việc đọc sách ảnh hưởng đến việc cập nhật và nâng cao kiến thức khó tập trung bạn gặp khó khăn trong việc duy trì sự tập trung khi đọc sách dễ bị phân tán bởi những yếu tố xung quanh và khi tham gia vào khoa học đọc sách này bạn sẽ nhận được sự thay đổi rõ rệt trong cách đọc sách của mình đừng bỏ lỡ cơ hội để nâng cao kỹ năng và kiến thức của bản thân hãy tham gia ngay hôm nay để trải nghiệm những lợi ích tuyệt vời mà khoa học mang lại nội dung của khoa học là gì khoa học tuyệt chiêu đọc sách hiệu quả bao gồm những môn đơn độc đáo mang lại nhiều lợi ích vượt trội ví dụ như module elon musk đọc sách như thế nào sẽ tìm hiểu về cách elon musk đọc sách cập nhật kiến thức và phát triển tư duy sáng tạo khoa học bức thư 2 tỷ đô hiểu được tầm quan trọng của việc đọc sách và áp dụng vào thực tế để thay đổi cuộc đời module ma trận rumfels sẽ phân loại kiến thức và xác định những gì mình chưa biết để tập trung vào học hiệu quả mô gamification biến việc đọc sách trở thành một trò chơi thú vị giúp giữ chỉ động lực và nâng cao khả năng trải nghiệm đọc mô thẻ chiến lược giúp sử dụng các thẻ đọc sách hiệu quả để tối ưu hóa quá trình học tập mô công thức của sự thay đổi áp dụng những công thức dvfs lớn hơn r để tạo ra động lực và hành động trước những xào cản coach đọc sách hỗ trợ và giám sát học viên trong suốt quá trình đọc sách đảm bảo hoàn thành mục tiêu quy trình xương sống xây dựng quy trình đọc sách liên tục và hiệu quả từ chuẩn bị đến áp dụng kiến thức chiến lược chữ T, đọc tổng quát nhiều loại sách và chuyên sâu vào những kiến thức cần thiết. Hộp trí khôn, quản lý kiến thức theo dạng mô đun để dễ dàng áp dụng vào thực tế khi cần. Sổ ba cột, ghi chép hiệu quả với ba cột, tiêu đề nội dung và hành động giúp biến kiến thức thành thực tế. Câu chuyện 7 bước giúp chuyển kể câu chuyện cá nhân để truyền cảm hứng và khuyến khích học viên đọc sách. Niệm chú, góc quay người thứ nhất, tám bước học mọi thứ, công thức của sự đo lường, Fibonacci, đọc sách bằng AI, Pomodoro, rất nhiều những mô đun khác nhau. Hoa học tiền chưa đọc sách hiệu quả được thiết kế đặc biệt để tác động đến cả ba yếu tố quan trọng đó là chiến thắng trong tâm trí, các chiến lược thực thi và hành động phải làm. Chiến thắng trong tâm trí là các module giúp bạn có một tinh thần mạnh mẽ, gắn cảm xúc tích cực với việc đọc sách và sẽ hiểu rõ tại sao cần đọc sách và những lợi ích to lớn của việc đọc sách mang lại giúp bạn duy trì động lực và tinh thần học tập cao. Các chiến lược thực thi là những mô đun tập trung vào các chiến lược cụ thể để bạn có thể đọc nhanh hơn, hiệu quả hơn. Bạn sẽ học được cách sắp xếp thông tin một cách khoa học, thực hành và áp dụng kiến thức vào thực tế. Những phương pháp tối ưu thời gian, công sức đọc sách sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian quý báu của mình Và hành động phải làm là những mô đun công thức của sự thay đổi và bảng đo lường Bắt buộc bạn phải hành động ngay lập tức Bạn sẽ thấy kết quả ngay sau khi hoàn thành và hoàn tất bộ bài tập trong khoa học này Vậy thì những lợi ích mà bạn có thể đạt được từ khoa học bao gồm là gì? Đầu tiên đó là dễ dàng cập nhật những kiến thức mới nhất Bạn sẽ luôn lắm bắt được những thông tin, những kiến thức mới trong lĩnh vực của mình tiếp theo bạn sẽ khơi dậy được sự sáng tạo các phương pháp đọc sách độc đáo sẽ giúp bạn phát triển tư duy sáng tạo thứ ba bạn dễ dàng tìm được nguồn cảm hứng mới bạn sẽ luôn cảm thấy hào hứng hứng thú và động lực khi đọc sách bạn sẽ dễ dàng quản lý thông tin hiệu quả bạn sẽ học cách sắp xếp quản lý và thông tin một cách khoa học bạn sẽ học được tăng khả năng tự học và trải nghiệm thực tế khoa học không chỉ giúp bạn đọc sách mà còn áp dụng kiến thức đó vào trong thực tế một cách hiệu quả nhất và một vài nhận xét khách quan những điểm trừ của khoa học này đầu tiên đó là khối lượng thông tin lớn Đối với những người mới bắt đầu, khối lượng thông tin và kiến thức lớn trong khóa học này có thể gây bạn khiến bạn quá tải. Tiếp theo là thời gian thực hành, một số học viên có thể gặp khó khăn trong việc dành đủ thời gian để thực hành và áp dụng được toàn bộ những kiến thức trong khóa học. Thứ ba là phụ thuộc vào động lực cá nhân, hiệu quả của khóa học còn phụ thuộc vào nhiều sự kiên trì và động lực của cá nhân mỗi học viên. Điều này có thể gây khó khăn cho mỗi người trừ khi bạn tham gia coach. Khóa học Tuyệt chiêu đọc sách hiệu quả không chỉ đơn thuần là một khóa học về kỹ thuật dạy đọc nhanh mà còn mang lại những giá trị độc đáo mà các cuốn sách dạy đọc nhanh khác trên thị trường không hề có. Và so sánh với những cuốn sách khác dạy đọc nhanh trên thị trường, các cuốn sách dạy đọc nhanh thường tập trung vào việc cung cấp những chiến lược và kỹ thuật cụ thể để cải thiện tốc độ đọc của bạn. Mặc dù điều này rất quan trọng, nhưng chỉ dựa vào kiến thức và chiến lược thì không thể tạo ra sự thay đổi bền vững. Nhiều người sau khi đọc các cuốn sách này vẫn gặp khó khăn trong việc duy trì động lực và áp dụng những kỹ thuật đã học vào thực tế. Vậy thì sự khác biệt của học tuyệt chiêu đọc sách hiệu quả là gì? Số 1 đó là chiến thắng trong tâm trí khóa của chúng tôi giúp bạn có một tinh thần mạnh mẽ và gắn kết cảm xúc tích cực với việc đọc sách. Module chiến thắng trong tâm trí sẽ giúp bạn hiểu rõ tại sao việc đọc sách lại quan trọng và những lợi ích to lớn mà nó mang lại. Điều này không chỉ giúp bạn duy trì động lực mà còn giúp bạn yêu thích việc đọc sách hơn mỗi ngày. Thứ hai, hành động phải làm. Module công thức của sự thay đổi và bảng đo lường buộc các bạn phải hành động ngay lập tức, không giống như các khoa học khác chỉ đưa ra chiến lược. Quá của chúng tôi đảm bảo rằng bạn sẽ thực hiện những bài tập và thấy rõ kết quả ngay sau khi hoàn tất. Bạn sẽ được hướng dẫn cụ thể từng bước để áp dụng kiến thức vào thực tế, từ đó tạo ra kết quả rõ rệt và bền vững. Lợi ích vượt trội của khóa học đó là dễ dàng cập nhật kiến thức mới nhất, khơi dậy sự sáng tạo và tìm thấy nguồn cảm hứng mới, quản lý thông tin hiệu quả, tăng khả năng tự học, áp dụng kiến thức vào thực tế, tối ưu hóa thời gian và công sức đọc sách, giúp bạn tiết kiệm thời gian quý báu của mình. Chào các bạn. Nếu các bạn xem đến đây thì tôi tin rằng bạn đang rất quan tâm vào việc cải thiện kỹ năng đọc sách của mình. Khóa học tiết đọc sách hiệu quả của chúng tôi không chỉ giúp bạn vượt qua những rào cản thường gặp mà còn mang lại những lợi ích thiết thực Tuy nhiên, vì đây là một khoa học rất mới, chúng tôi muốn mời bạn đón xem những video tiếp theo về chủ đề thông điệp gửi tới các doanh nhân muốn đọc sách hiệu quả.